Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sống khỏe cùng IDC Live được phát sóng hàng ngày vào lúc 20 giờ trên kênh IDC Live. Thúy Viên rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay để cùng đi tìm hiểu căn bệnh vô sinh hiếm muộn. Mến, buồng trứng đa nang dường như là một những nỗi lo chung của hầu hết các chị em phụ nữ, bởi đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng vô sinh ở chị em phụ nữ. Vậy thì liệu có giải pháp nào cho vấn đề này? Để giải đáp cho câu hỏi trên thì ngày hôm nay chương trình Sống khỏe cùng IDC Life đã mời tới trường quay bác sĩ Phạm Thành Sơn, hiện đang là chuyên gia trong lĩnh vực vô sinh hiếm muộn và là giám đốc của phòng khám FAA Clinic. Vâng, xin chào bác sĩ Phạm Thành Sơn, cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời của chương trình ngày hôm nay. Xin chào MC Thúy Miền và chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình IDC Live. Vâng, và câu hỏi đầu tiên của chương trình ngày hôm nay đến từ chị Xuân, hiện đang sống tại Hoàng Mai, Hà Nội và chị sinh năm 82. Hiện tại thì chị Xuân đã lấy chồng được 1 năm rồi, chưa có con. Đi kiểm tra Tây Y thì phát hiện là bị buồng trứng đa nang, kinh nguyệt không đều. Bác sĩ hiện tại đang cho uống thuốc vitamin E. Chu kỳ kinh lúc 40 ngày, có khi lên tới 2 tháng mới có. Tiền sử thì chị không mắc bệnh gì cả. Chị không biết nguyên nhân vô sinh của hai vợ chồng có phải là do chị bị mắc bệnh này hay không. Nếu đúng thì chị có thể chữa trị như thế nào để sớm có con. Vậy thì đối với tình trạng bệnh buồng trứng đa nang của chị Xuân thì bác sĩ có nhận xét như thế nào về tình trạng bệnh hiện tại của chị ạ? Trường hợp của chị Xuân thì hiện tại chị đi khám và phát hiện ra là được chẩn đoán là mình bị buồng trứng đa nang. Thì buồng trứng đa nang nó là một cái nguyên nhân gây ra cái vô sinh hiếm muộn, chiếm khoảng 10% các nguyên nhân về vô sinh hiện nay gặp rất là nhiều. Thì buồng trứng đa nang có nghĩa là cái tình trạng buồng trứng có quá nhiều các nang nhỏ và các thành của nang thì nó rất là dày, dẫn đến là thì nó không vượt trội trưởng thành lên được và không phóng mãn. Như thế là đây cũng là một cái nguyên nhân về buồng trứng đa nang. Đấy. Nhưng mà trường hợp của chị Xuân thì thường khi mà khám vô sinh thì các bác sĩ sẽ khám cả vợ và cả chồng. Vô sinh được định nghĩa là khi mà thì hai vợ chồng hoàn toàn khỏe mạnh đấy và sống với nhau liên tục ở cùng nhau trong vòng 12 tháng, có quan hệ bình thường, không sử dụng bất kỳ một cái biện pháp tránh thai nào mà không có con được thì đó được gọi là vô sinh. Đấy, còn trường hợp của chị Xuân đây thì mới nói về người vợ mà chưa thấy có nói về người chồng. Thì mình nghĩ rằng để mà biết được các nguyên nhân cụ thể rõ hơn thì nên đi khám cả hai vợ chồng. Vâng, vừa rồi thì chị Xuân có nhắc tới việc là đi khám Tây y và được bác sĩ chỉ định cho uống vitamin E. Vậy thì cái vitamin E này thì nó có cái lợi ích gì trong việc điều trị bệnh buồng trứng đa nang ở chị em phụ nữ ạ? Về cái cơ chế về điều trị buồng trứng đa nang thì chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta điều trị khỏi hoàn toàn được. Đấy, mà chúng ta sẽ điều trị một số các triệu chứng, ví dụ như là khi mà bị buồng trứng đa nang thì chúng ta có kinh nguyệt rối loạn. Đấy, có nhiều trường hợp 2 tháng mới có một lần, 6 tháng mới có một lần. Đấy, hoặc là gì gặp những cái trường hợp bị cường androgen, có nghĩa là gì phụ nữ hay có râu này, rồi có lông tay, lông chân, đâu riêng. Đấy, hoặc nữa đó chính là gì chúng ta hay gặp nữa, đó là tình trạng bị thừa cân béo phì ở người nữ giới do cái hiện tượng buồng trứng đa nang gây ra, đó là chính là kháng insulin của cơ thể. Và như vậy thì để mà hỗ trợ cho cái điều trị này thì các bác sĩ thường hay cho dùng rất nhiều các loại, thì có loại vitamin tổng hợp đấy và các chất chống oxy hóa, ví dụ như là gì vitamin C này, sắt và acid folic này, rồi omega 3 và thì vitamin E. Vitamin E cũng là một trong số những loại hoạt chất chống oxy hóa rất tốt để hỗ trợ cho các buồng trứng đa nang và thì giúp cho các buồng trứng đa nang nó vượt trội lên. Đấy, về cái vitamin E này thì nó đã được nghiên cứu và chứng minh ở trên lâm sàng ở trên thế giới, thì người ta làm rất nhiều các xét nghiệm ở
chuẩn. Và khi mà các nhà khoa học mà nhận thấy rằng khi mà bị thiếu hụt vitamin E thì chuột không có khả năng sinh sản. Chính vì thế mà vitamin E nó có một cái tên khoa học, đó chính là tocopherol. Đấy, và cái ý nghĩa của nó có nghĩa là tăng khả năng sinh sản. Đấy, vậy thì chúng ta có thể thấy được rằng vitamin E cũng khá cần thiết để cho cơ thể. Đấy, và như vậy nếu mà cần thiết thì dùng bao nhiêu là đủ? Thì thường thường hiện nay các sản phẩm ở trên thị trường thì nó sẽ có hàm lượng khoảng 400 microgram trên một viên. Thế thì một ngày thì chúng ta thường thường cần, cơ thể sẽ cần khoảng độ 400 cho đến 800 microgram vitamin E. Vâng, vậy thì ngoài những cái dấu hiệu nhận biết căn bệnh buồng trứng đa nang như vừa rồi chị Xuân vừa chia sẻ thì còn có những cái dấu hiệu nào nữa để các chị em phụ nữ có thể sớm phát hiện ra căn bệnh này, thưa bác sĩ? Cái dấu hiệu đầu tiên như của chị Xuân đó là gì? Chúng ta thấy là chúng ta lấy nhau một năm mà không con thì chúng ta đi khám và biết là buồng trứng đa nang, đúng không? Tức là nó về vô sinh. Còn cái dấu hiệu mà chúng ta dễ dàng gặp nhất đó chính là gì? Trường hợp về rối loạn kinh nguyệt. Rối loạn kinh nguyệt thì có thể là gì? Kinh của chúng ta thưa 40 ngày mới có một lần, 50 ngày mới có một lần, thậm chí là sau 3 tháng, 6 tháng mới có kinh một lần. Đó là những cái dấu hiệu này thì rất là dễ nhận biết. Đấy. Ngoài ra thì buồng trứng đa nang nó gây ra cái kháng insulin, cho nên là nó sẽ gây ra 30-40% các tình trạng về thừa cân về béo phì. Cho nên là khi chúng ta thừa cân béo phì mà không có con được, sau một năm thì chúng ta cũng nên đi khám và kiểm tra, hoặc bây giờ chúng ta có thể khám tiền hôn nhân rất là dễ dàng. Cơ sở để máy móc bây giờ nó cũng rất là hiện đại, để chúng ta có thể hoàn toàn có thể đi khám sớm và nhận biết sớm để được các bác sĩ tư vấn điều trị. Có thể thấy là có rất nhiều cái dấu hiệu có thể nhận biết ra căn bệnh buồng trứng đa nang này, đúng không ạ? Vậy thì đối với tình trạng mắc buồng trứng đa nang như của chị Xuân vừa chia sẻ ở trên thì liệu có phương pháp nào phù hợp với tình trạng bệnh hiện tại của chị và cần lộ trình điều trị như thế nào và thời gian bao lâu, thưa bác sĩ? Khi mà các bạn mà đã biết mình bị buồng trứng đa nang thì nên đến các cơ sở khám chữa bệnh uy tín, chúng ta có thể được thăm khám và được tư vấn cụ thể hơn, chứ cũng không nên là chỉ cứ thấy nghe nói là gì buồng trứng vitamin E tốt thì chúng ta sẽ đi mua vitamin E về. Bởi vì thực ra vitamin E chỉ là một trong rất nhiều các loại vitamin hỗ trợ cùng với lại buồng trứng ra. Ngoài vitamin E ra thì sẽ còn phải có thêm cả espigumin, đặc biệt là gì, có cái hàm lượng myo-inositol nó rất là cao thì mới có thể hỗ trợ điều trị được cho cái buồng trứng đa nang. Ngoài ra thì còn phải kết hợp thêm cả thì các omega 3, vitamin C, các chất chống oxy hóa mạnh đấy, và kết hợp thêm cả với các liệu trình về thể dục thể thao. Chúng ta phải có một cái lối sống lành mạnh thì sẽ giảm được các triệu chứng mà thì có loạn trưởng thành lên thì sẽ có thai được. Còn những cái trường hợp mình gặp một số trường hợp mà bị nặng nữa, tức là thì ngoài những vitamin E rồi espigumin rồi omega 3 rồi vitamin C vân vân mà không có trứng trội lên được đấy, và vẫn không có thai được thì chúng ta sẽ phải kích trứng. Để kích trứng thì chúng ta sẽ dùng những cái phác đồ ngắn, phác đồ dài, có clomifen, citrate vân vân. Đấy là những cái mà phải có chỉ định của bác sĩ thì chúng ta mới dùng được. Và ngoài ra nếu mà kích trứng mà còn không lên được nữa thì chúng ta sẽ phải đó là gì, mổ dribbling buồng trứng, hoặc là gì, mổ cắt góc buồng trứng đi để cho những cái nang còn lại là sao nó có thể trưởng thành lên và nó vươn trội lên. Vâng, và xin cảm ơn bác sĩ Phạm Thành Sơn với những cái chia sẻ về căn bệnh buồng trứng đa nang rất là hữu ích cho khán giả của chương trình vừa rồi ạ. Vâng, như vậy có thể thấy rằng đối với căn bệnh buồng trứng đa nang thì ta có rất nhiều cái phương pháp có thể chữa trị được, có thể dùng thuốc hoặc là phẫu thuật, nhưng mà cần phải được sự thăm khám của bác sĩ mới có được cái kết luận cụ thể và chữa bệnh một cách khoa học và phù hợp nhất. Và với quý vị khán giả, nếu quý vị muốn được tư vấn kỹ hơn về trường hợp bệnh của mình cũng như là người thân của mình thì quý vị hãy liên lạc qua số hotline 0854 400 102 hoặc gửi thư về chương trình qua địa chỉ email tư vấn bác sĩ 15a@gmail.com. Và thời lượng của chương trình Sống khỏe cùng IDC Live đến đây cũng xin được phép khép lại. Và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Phạm Thành Sơn với những cái chia sẻ chuyên môn rất là hữu ích cho khán giả của chương trình vừa rồi. Vâng, cảm ơn MC Thúy Miền và xin chào tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình tiếp theo.
Vâng, và nếu quý vị yêu thích chương trình của chúng tôi và không muốn bỏ lỡ bất kỳ một thông tin sức khỏe hữu ích nào thì hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhận thông báo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.